Xin kính chào quý vị. Chuyên mục bình luận quốc tế hôm nay sẽ gửi đến quý vị bài phân tích của Catherine E. Stoner. Bà là thành viên cấp cao và là phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spockley tại Đại học Stanford. Vào ngày 1 tháng 2 tới đây, bà sẽ xuất bản cuốn sách Nước Nga hồi sinh, sức mạnh và mục đích của nước này trong một trật tự toàn cầu mới. Bài viết hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề Mỹ nên ngừng đánh giá thấp sức mạnh của Nga. Theo bà Stoner, Tổng thống Vladimir Putin đã triển khai các tiềm năng và nguồn lực để đưa đất nước của ông trở thành một quốc gia trỗi dậy trên toàn cầu. Mới đây nhất, vào những ngày cuối năm 2020, người Mỹ đã bất ngờ khi CIA khẳng định chắc chắn rằng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng tàn khốc nhất trong lịch sử. Thủ phạm đã gieo rắc phần mềm mã độc vào bên trong hệ thống dữ liệu của chính phủ Mỹ, bao gồm cả các cơ quan như Bộ Ngoại giao, Tài chính, Năng lượng và An ninh, Viện Y tế Quốc gia, nơi đang quay cuồng với đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, các công ty trong Fortune 500, danh sách những công ty lớn nhất của Mỹ cũng hứng chịu thiệt hại. Cũng giống như những cáo buộc trước đây của Mỹ và các quốc gia phương Tây về các hoạt động tấn công mạng, thường khó có được bằng chứng về cuộc tấn công có chống lưng ở cấp nhà nước. Nhưng cáo buộc thường nhằm vào những cái tên quen thuộc như Nga, Trung Quốc. Mức độ thiệt hại chưa được thống kê đầy đủ và cũng có thể không biết được rõ ràng trong nhiều năm tới. Song, cuộc tấn công phù hợp với câu chuyện mà nhiều chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách đã nhiều lần đề cập rằng Tổng thống Vladimir Putin không phải là tay mơ trong chính trị quốc tế. Mặc dù ông lãnh đạo một nền kinh tế chao đảo, gia tăng dân số trì trệ, ông chơi rất tốt trên bàn cờ chính trị, tự chung lại. Với Mỹ, Nga là kẻ gây rối, là rào cản lớn. Vấn đề nằm ở chỗ, Mỹ đang đánh giá thấp nghiêm trọng giá trị của những quân bài trong tay ông Putin. Nga không chỉ đáng gờm trong không gian mạng, Nga đang trỗi dậy trên toàn cầu theo những cách mà chúng ta không thể làm ngơ, từ Crimea đến Syria, từ châu Phi đến Venezuela, Bắc Cực, châu Âu và hơn thế nữa. Đánh giá đúng sức mạnh của Nga có nghĩa là nhìn xa hơn các thước đo truyền thống như GDP hay chi tiêu quân sự. Như Tổng thống Putin đã nói cách đây 2 thập kỷ, nước Nga chưa bao giờ mạnh như họ muốn và cũng chưa bao giờ yếu như người ta nghĩ. Bức tranh hậu chiến tranh lạnh về một nước Nga suy yếu giờ đây đã trở nên lỗi thời. Nga đã đi được một chặng đường dài từ một quốc gia đổ vỡ, nợ nần kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Một quốc gia mà cố thượng nghị sĩ John McCain đã từng mô tả hồi năm 2014 rằng nó như một trạm xăng trong hình hài một quốc gia. Giờ đây, Nga cung cấp dầu và khí đốt cho thế giới, những nguồn tài nguyên mà nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc phần lớn vào Nga. Nhưng Nga không chỉ khai thác, lọc dầu và bán dầu thô, mà Moscow còn kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đường ống dẫn dầu và khí đốt trên thế giới. Điều đó mang lại cho Tổng thống Putin đòn bẩy chắc chắn và tầm ảnh hưởng tuyệt đối đối với một loạt quốc gia, bao gồm hầu hết châu Âu mà không cần thể hiện bằng các thước đo quyền lực tương đối như GDP. Nga cũng là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và bán nhiều thứ có giá trị lớn hơn nhiều, bao gồm nhà máy điện hạt nhân, vật liệu xây dựng, nickel, gỗ, kim cương, thiết bị khai thác ưu việt, hóa chất, thiết bị liên lạc công nghệ cao và vũ khí ngày càng tối tân. Nga không cần nền kinh tế hay quân đội lớn nhất thế giới để tạo dựng các mối quan hệ mới. Chỉ 18 tháng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, các lực lượng quân sự của Nga đã thực hiện một cuộc điều động nhanh chóng bằng đường không và đường thủy vào Syria, hỗ trợ cho chính quyền Bashar al-Assad và từ đó thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Các khí tài quân sự của Nga, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không hiện đang xuất hiện trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ hay Hy Lạp, đều là những quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoài ra, vũ khí tối ưu của Nga còn xuất hiện ở Iran, Syria hay như Saudi Arabia, một đối tác khu vực của Mỹ, gần đây cũng ký kết để mua các hệ thống quân sự của Nga. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng bất chấp các quy tắc và thông lệ quốc tế để theo đuổi chủ nghĩa biệt lập kiểu Mỹ. Nga đã biết cách tận dụng khoảng trống từ chủ nghĩa biệt lập trong 4 năm vừa qua, cùng với đó là những mối bất hòa giữa Mỹ và các đồng minh. Moscow đã ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu ở Tây Âu, bao gồm Marine Le Pen ra tranh cử Tổng thống Pháp hay người theo chủ nghĩa dân túy Viktor Orbán ở Hungary. Nhiều người còn cho rằng một người độc tài như Tổng thống Nicolas Maduro vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước Venezuela là do có sự can thiệp của Nga. Song song với đó,
Nga đã tận dụng việc bán dầu và vũ khí để tạo ra một trục liên kết thuận lợi với Trung Quốc. Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tự hào về mối quan hệ ngày càng nồng ấm. Một trong những minh chứng là hai nước ngày càng hợp tác trong các cuộc tập trận chung. Ngoài ra, dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ cũng phụ thuộc rất nhiều vào Nga về vũ khí. Tuy nhiên, Nga đã tiết kiệm được rất nhiều vũ khí cho mình và biến tàn dư của quân đội Xô Viết tan rã thành một lực lượng chiến đấu nhanh nhẹn, chuyên nghiệp hóa. Trong vài năm qua, nước Nga của Tổng thống Putin cũng đã trở nên thành thạo trong việc sử dụng quyền lực mềm của mình để tạo ra ảnh hưởng sâu rộng. Các xã hội ở Trung Đông, Đông Âu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin là những nơi chịu ảnh hưởng nhất. Thậm chí, một số quốc gia ở những khu vực này xem trọng ông Putin như một người thay thế cho chủ nghĩa cực đoan ở Mỹ và châu Âu. Nga cũng đã sử dụng sức mạnh sắc bén của mình để thâm nhập vào môi trường thông tin của các nước khác, bao gồm các cuộc tấn công mạng. Tổng thống đắc cử Joe Biden và nhóm chính sách đối ngoại của ông phải đối mặt với mối đe dọa thực sự mà Nga có thể mang lại. Điều này đồng nghĩa với việc ông Biden phải ngồi làm việc với ông Putin. Một cơ hội hợp tác trước mắt là kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga, mà cụ thể là hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START, hiệp định cuối cùng hạn chế vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021, chỉ 16 ngày sau khi ông Biden nhậm chức. Nhóm chuyên gia của Tổng thống Biden cũng nên nhanh chóng làm việc với Nga và các nước khác để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran mà ông Trump đã vội vàng rút khỏi. Iran trang bị vũ khí hạt nhân không nằm trong lợi ích an ninh của Nga hay Mỹ. Moscow có quan hệ chặt chẽ với Tehran và sẽ là công cụ giúp các quốc gia như Mỹ ký kết bất kỳ thỏa thuận mới nào. Tương tự, Nga vẫn giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực hạn chế khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Cuối cùng, chính quyền mới của ông Biden nên khẩn trương làm việc với Moscow để hạn chế việc quân sự hóa trong không gian và khu vực Bắc Cực. Hiện, Mỹ đang có trong tay một số đòn bẩy là các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga. Tuy nhiên, Washington có thể nới lỏng các biện pháp dần dần để đổi lấy các hành động cụ thể nhằm chấm dứt xung đột đi kèm với các điều khoản hợp lý. Đồng thời, chính quyền Biden nên tận dụng một số điểm yếu chính của Nga, bao gồm cả cuộc di cư của Putin trong vài năm qua. Hàng nghìn công dân có trình độ học vấn cao nhất của Nga đã có xu hướng chảy máu chất xám và nhiều người Nga, đặc biệt ở độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, hơn bao giờ hết đang có ý định di cư vĩnh viễn. Thực trạng này lấy đi nguồn lao động và sự sáng tạo của những công dân tài năng nhất của nước Nga. Do đó, việc tạo điều kiện dễ dàng nhập cư vào Mỹ đối với công dân Nga có tay nghề cao sẽ là cách mang lại lợi ích cho Mỹ và đồng thời khiến cho ông Putin tổn thất. Nga ngày nay không phải là một siêu cường truyền thống, nhưng nước này sở hữu hàng loạt công cụ mạnh mẽ. Dưới thời Tổng thống Putin, ý chí sử dụng những công cụ đó trở nên đáng gờm để duy trì vai trò toàn cầu. Chính vì vậy, Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa mà Nga hiện đang đặt ra với cảm giác cấp bách và bằng cách triển khai toàn bộ các nguồn lực ngoại giao, kinh tế và chính trị của Mỹ, bao gồm cả những nỗ lực mới nhằm tập hợp thế giới theo giá trị dân chủ truyền thống. Theo nhà phân tích chính trị Stanislav Bekovsky của Nga, Moscow coi chính quyền Biden chỉ là sự tiếp nối của nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Do đó, Tổng thống Putin có thể sẽ không coi trọng mối quan hệ cá nhân của mình với ông Biden. Nhà lãnh đạo Nga đã rút ra được bài học sau khi mối quan hệ cá nhân tốt đẹp của ông với Tổng thống Trump không ngăn được quan hệ giữa hai quốc gia rơi xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Nhà phân tích Bekovsky nói, Tổng thống Putin hiểu rằng các mối quan hệ cá nhân không tạo thêm bất cứ điều gì cho mối quan hệ Nga-Mỹ. Ngay cả những mối quan hệ cá nhân này thực sự tốt hay thực sự xấu thì không có gì thay đổi cả. Ông ấy không tính đến quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo Mỹ. Ngày nay, ông ấy chỉ tính đến những lợi ích chung trong một số lĩnh vực nhất định. Một trong những lĩnh vực đó là kiểm soát vũ khí với hiệp ước New START. Các nhà quan sát nhận định ưu tiên số 1 phải là gia hạn START mới. Các ưu tiên khác trong quan hệ Nga-Mỹ sẽ là vấn đề biến đổi khí hậu và tương lai của các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, vốn có từ thời chính quyền Obama và chỉ được thắt chặt dưới thời chính quyền Trump. Một ưu tiên khác rõ ràng đối với chính quyền Biden sẽ là thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và loại bỏ chế độ chính trị tham nhũng toàn cầu, vì đây chính là những vấn đề khiến cho mối quan hệ Nga-Mỹ có thể xấu đi. Điện Kremlin cũng tính toán đến việc ông Biden nói riêng và các chính quyền dân chủ nói chung sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền. Nhà phân tích Bekovsky cho rằng, Điện Kremlin nhìn vào hành động hơn là lời nói.
Tổng thống Putin sẽ bắt đầu lo ngại nếu ông Biden thực hiện những bước đi như mời thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny tới Nhà Trắng hoặc tích cực ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ ở Belarus. Chính sách đối ngoại của Mỹ được triển khai như thế nào sẽ phụ thuộc vào ông Antony Blinken, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden chỉ định là Ngoại trưởng Mỹ. Ông Blinken cũng từng là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời Tổng thống Obama. Ông Blinken, người vốn thân cận với ông Biden, sẽ đưa hoạt động trong nội bộ chính quyền Mỹ trở lại bình thường cũng như thiết lập chính sách ứng phó với Moscow theo cách mà thời chính quyền Obama vẫn làm. Do đó, các kênh ngoại giao giữa Mỹ và Nga vốn bị chết yểu dưới thời ông Trump sẽ được tái thiết lập. Thực tế, ai cũng mong muốn Mỹ có một chính sách đối ngoại nhất quán hơn đối với Nga, khác với chính sách Tổng thống Trump, khi mà bản thân ông Trump chỉ đi theo chính sách của mình nhằm cố gắng cải thiện mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi phần còn lại của nhánh hành pháp lại tỏ ra cứng rắn hơn với Moscow. Tại Moscow thời điểm này, đang xuất hiện ý kiến cho rằng ông Blinken sẽ không làm hồi sinh mối quan hệ gần gũi như cách mà cựu Ngoại trưởng John Kerry thời Tổng thống Obama đã phát triển với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nhiều ý kiến dự báo rằng có thể ông Blinken không phải là một người đối thoại dễ chịu đối với ông Lavrov, song điều này có thể sẽ không tệ vì giới chính trị Nga chỉ muốn đối thoại với chính khách Mỹ có sức mạnh và cứng rắn. Hiện Tổng thống Putin đang nghe ngóng vào thời điểm chính quyền mới của Mỹ sắp lên nắm quyền, Tổng thống Nga sẽ kiềm chế đưa ra những nhận định công khai về ông Biden, giống như cách mà ông thể hiện lời chúc mừng tới vị Tổng thống Mỹ đắc cử. Nhà phân tích Bekovsky nói, ông Putin rất hào hứng về tình trạng hỗn loạn trong hệ thống chính trị Mỹ vừa qua, cũng như trong cách kiểm phiếu. Điện Kremlin cho rằng Mỹ sẽ không còn có thể đứng trên người khác để chỉ trích hệ thống bầu cử của Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.